Tin quân sự ngày mùng 2 tháng 11 UAV siêu nhỏ thông minh của Israel trở thành sát thủ kamikaze trong trận chiến đường phố. Tên lửa Mỹ mới chuyển giao mang lại 3 lợi ích lớn trên chiến trường cho Ukraine. Ukraine không có đủ máy bay không người lái để chiến đấu với Nga. Trục ma quỷ mới, Trung Quốc, Nga và Iran đang tạo ra mối đe dọa tức thì. Quý vị đang theo dõi tin quân sự ngày 2 tháng 11 của DKN và sau đây là nội dung chi tiết. Sát thủ Kamikaze Lanius do công ty Elbit System của Israel phát triển là một máy bay không người lái tự hủy micro quadrotor cực kỳ thông minh. Nó dựa trên chiếc máy bay không người lái nhiều cánh quạt hiện có, nên nó có khả năng cơ động để tăng tốc về phía mục tiêu và tự hủy. Nó cũng có trí tuệ nhân tạo, khả năng tìm kiếm và tấn công tự động, thậm chí còn có các tính năng tiết kiệm năng lượng đang chờ sẵn. Máy bay không người lái này được ra mắt vào cuối năm 2022, phù hợp với mọi môi trường phức tạp và có thể mang trọng tải có tính sát thương trong môi trường phức tạp. Trước khi mục tiêu kịp phản ứng, Lanius sẽ lao tới và cho nổ một loạt bom, điều này sẽ rất hữu ích cho quân đội Israel trong cuộc giao tranh trên đường phố ở Gaza. Trong ấn tượng của mọi người, có vẻ như Trung Quốc và Mỹ là những cường quốc về máy bay không người lái quân sự, và Israel dường như không có ấn tượng mạnh. Nhưng trên thực tế, Israel là nước xuất khẩu máy bay không người lái quân sự lớn nhất thế giới, lượng xuất khẩu máy bay không người lái quân sự do Israel sản xuất chiếm hơn 60% thị trường máy bay không người lái toàn cầu. Năm 2022, xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của Israel đạt kỷ lục với 12,5 tỷ đô la. Trong số đó máy bay không người lái và hệ thống không người lái chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất đạt 25%, tiếp theo là tên lửa, hệ thống chống tên lửa và phòng không chiếm 19%, radar và thiết bị tác chiến điện tử chiếm 13%, vân vân. Có thể thấy xuất khẩu máy bay không người lái của Israel chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu vũ khí. Điều này cho thấy sức mạnh máy bay không người lái của Israel đã được nước ngoài công nhận. Các máy bay không người lái của Israel bao gồm các máy bay không người lái tầm trung vào khoảng cách hoạt động dài, cũng như các máy bay không người lái cỡ nhỏ các uav có độ cao trung bình và độ bền cao rất khó phát triển về mặt kỹ thuật nhưng chúng có phạm vi ứng dụng rộng rãi và là sản phẩm cao cấp dành cho uav các uav cỡ nhỏ và tên lửa hành trình siêu nhỏ phù hợp cho các hoạt động đô thị và có lợi thế vô song trong các hoạt động chống khủng bố và chống nổi dậy hiện tại israel đã phát triển và trang bị hàng chục loại máy bay không người lái đồng thời sử dụng chúng trong chiến đấu trên nhiều lĩnh vực như trinh sát và cảnh báo sớm tấn công hỏa lực chuyển tiếp liên lạc và hậu cần các máy bay không người lái lớn của Israel bao gồm các máy bay không người lái Huron, Super Huron và Hermes với tải trọng nhiệm vụ từ 150 kg đến 2.700 kg và thời lượng pin từ 20 đến 50 giờ, có thể hoàn thành nhiệm vụ trinh sát và giám sát theo thời gian thực, bao gồm định vị mục tiêu, hiệu chỉnh pháo binh, chuyển tiếp liên lạc, giám sát hàng hải và đánh giá thiệt hại trong trận chiến. Israel cũng rất coi trọng việc phát triển các loại đầu đạn được thả từ máy bay không người lái bao gồm Harpy, Harop, Hero, Skyrider, Firefly và các dòng nổi tiếng khác. Mới đây đã có thông tin rằng Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa MiM-23 Hawk đã ngừng hoạt động của Đài Loan cho Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Nikolai Oleschuk mới đây đã chia sẻ về hiệu suất của tên lửa MiM-23 Hawk lần đầu tiên trên kênh Telegram của mình, rằng tỷ lệ đánh chặn thành công của loại tên lửa này là gần 100%. Ông Oresuk nói, kết quả 100% không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đang tiến gần hơn đến tỷ lệ đó hàng ngày, tăng cường hệ thống phòng không của chúng tôi. Vũ khí phương Tây đã và sẽ tiếp tục chứng minh tính hiệu quả của chúng trên chiến trường. Hệ thống tên lửa MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung bán chủ động dẫn đường bằng radar, là vũ khí phòng không chính của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ kể từ đầu những năm 1960. xác suất bắn hạ một phát duy nhất của nó là 0,56 và của loại cải tiến là 0,85. Trong một số cuộc chiến ở Trung Đông, hệ thống tên lửa đất đối không Hawk đã bắn hạ hơn 29 đầu cơ. Có nhiều mẫu tên lửa Hawk cải tiến, chủ yếu cải thiện khả năng tấn công đa mục tiêu và khả năng chống nhiễu. Đối với Ukraine, giá trị của tên lửa này là cung cấp thêm khả năng phòng không tầm trung. Trước đây, Ukraine chủ yếu sử dụng SA-6 thời Liên Xô làm hệ thống phòng không tầm trung và những tên lửa đánh chặn này sau đó đã bị cạn kiệt. Khi Ukraine cần sự hỗ trợ của phương Tây cho hệ thống phòng không tầm trung trên đất liền, Hoa Kỳ phát hiện ra rằng họ thực sự không thể cung cấp hệ thống đó. Patriot là hệ thống phòng không cao cấp chỉ thích hợp cho các mục tiêu quan trọng như bảo vệ thủ đô. Đồng thời một số hệ thống phòng không của phương Tây được cải tiến dựa trên tên lửa không đối không có khả năng triển khai cơ động kém và rất hạn chế về số lượng. Trong khi đó với hệ thống Hawk, không chỉ các nước phương Tây có kho dự trữ gần 40.000 tên lửa mà gần như tất cả đều có ý định cho nghỉ hưu. Hệ thống phòng không dẫn đường bằng radar này thực sự rất lạc hậu so với các hệ thống phòng không giã chiến của Trung Quốc và Nga, nhưng nó có lợi thế lớn so với các hệ thống phòng không tầm trung khác của phương Tây. Hawk thường được kéo bằng xe tải hoặc xe móc và đang giúp quân đội Ukraine xây dựng mạng lưới phòng thủ tầm trung. Cụ thể, ba đặc điểm chính của Hawk có thể thích ứng với chiến trường Ukraine như sau. Một, thân tên lửa rất dày, đầu đạn rất lớn và khả năng diệt tên lửa mạnh hơn nhiều so với tên lửa phòng không phương Tây được sửa đổi bằng AIM-120. Hawk ban đầu là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp, chủ yếu được sử dụng để phòng thủ tầm trung, độ cao trung bình và thấp. Chỉ cần Hawk được trang bị radar đặc biệt, nó có thể có tỷ lệ đánh chặn thành công rất cao trước máy bay không người lái tự sát và tên lửa hành trình. 2. Đủ số lượng là chìa khóa trong cuộc chiến tiêu hao. Chưa kể việc Mỹ phối hợp với các nước phương Tây cung cấp 40.000 chiếc Hawk, dù cho Ukraine chỉ có 10.000 chiếc cũng có thể thay đổi căn bản cán cân quyền lực giữa Nga và Ukraine trong các cuộc tấn công tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Trước khi mùa đông đến, những hệ thống phòng không như vậy đã được khai triển với số lượng lớn ở Ukraine và là vũ khí hiệu quả để kiềm chế lực lượng hàng không vũ trụ Nga và máy bay không người lái cảm tử. 3. Hawk sẽ giúp quân đội Ukraine thiết lập hệ thống phòng không tầm trung tiền tuyến, có thể đối phó với mối đe dọa từ bom bay của Nga. Tên lửa Hawk nặng 634 kg, phiên bản cải tiến có tầm bắn hiệu quả tối đa 40 km, độ cao bắn tối đa 17.700 m và tốc độ bay Mach 2,7 lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ khó có thể bắn phá các vị trí đường liên lạc của quân đội Ukraine. Tất nhiên, lý do chính khiến Hawk có thể phát huy vai trò ở chiến trường Ukraine là do quân đội Nga thiếu vũ khí tấn công ngoài khu vực phòng thủ, đồng thời không có nền tảng áp chế điện tử trên không như J-16. Việc sử dụng tên lửa Hawk trên chiến trường Ukraine chứng tỏ tên lửa phòng không hạ hậu vẫn là nguồn lực dự bị chiến lược, có thể phát huy tác dụng rất lớn vào những thời điểm quan trọng. Tên lửa phòng không cũ không chỉ hỗ trợ đắc lực cho chiến lược tấn công đất đối không, mà thậm chí còn có thể chuyển đổi thành tên lửa đạn đạo. Những người lính Ukraine ở tiền tuyến đã nói với báo giới rằng chính phủ của họ không mua đủ máy bay không người lái để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Và với những máy bay không người lái hiện có, chúng lại không được phân bổ đồng đều giữa các đơn vị. Một binh sĩ lực lượng đặc biệt Ukraine giấu tên cho biết, Ukraine không thể cung cấp số lượng máy bay không người lái mà quân đội cần, Mọi nhu cầu của chúng tôi cũng được các tình nguyện viên đáp ứng một phần, nhưng ngay cả vậy thì sự hỗ trợ đó cũng chưa đủ. Khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu, các nhóm tình nguyện chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp máy bay không người lái đến tiền tuyến Ukraine, họ mua chúng từ nước ngoài. Có một số nhà sản xuất máy bay không người lái trong nước ở Ukraine vì tình trạng tham nhũng cũng như nạn quan liêu, khiến họ không thể tiếp cận để ký hợp đồng sản xuất vũ khí với nhà nước. Chính phủ Ukraine đang tập trung vào việc tăng cường sản xuất máy bay không người lái trong nước. Nó đã giúp đơn giản hóa quy trình mua máy bay không người lái của Ukraine vào năm ngoái, bao gồm cả thủ tục chứng nhận vũ khí mới và phân bổ nguồn vốn đáng kể để tài trợ cho các công ty khởi nghiệp sản xuất máy bay không người lái. Một thực tế là các máy bay không người lái tương đối dễ sản xuất và điều này đã dẫn đến một cuộc chạy đua giữa các nhà sản xuất tư nhân ở Ukraine. Theo Alexander Kamysin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine hiện có hơn 100 công ty sản xuất máy bay không người lái ở nước này và có thể sản xuất hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng nhưng vẫn chưa rõ chính xác số tiền được chi cho những chiếc máy bay không người lái này là bao nhiêu. Chính phủ Ukraine được cho là đã bí mật mua sắm quốc phòng trước cuộc chiến của Nga, điều này có nghĩa là quy trình mua sắm và giá cả của máy bay không người lái không thể minh bạch. Theo thông báo công khai của các quan chức nhà nước Ukraine là họ đã phân bổ 40 tỷ hryvnia, hơn 1 tỷ đô để mua máy bay không người lái trong năm 2023. Số lượng máy bay không người lái được mua sẽ do Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác định dựa trên nghiên cứu các yêu cầu của quân đội. Những người lính thuộc lực lượng đặc biệt phản ánh một đặc điểm nổi cộng của quân đội Ukraine, đó là máy bay không người lái không được trao cho các đơn vị chiến đấu có hiệu quả tốt nhất mà dành cho những đơn vị có thành tích được xác nhận nhiều nhất. Người lính Ukraine cho rằng mặc dù việc bắn trúng mục tiêu là quan trọng, nhưng công việc của đơn vị trinh sát trên không cũng cần được đánh giá một cách toàn diện, và Ukraine cần phải tính tới các yếu tố khác như tình báo trên không khi phân bổ khí tài. Ông Dmitry Kovanchuk, Giám đốc điều hành của Warbird, một nhà sản xuất máy bay không người lái của Ukraine nói với báo giới rằng mặc dù sản lượng máy bay không người lái ở Ukraine đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 2 năm 2022, nhưng các nhà sản xuất đang gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu của tiền tuyến. Ông này cho biết thêm hiện tại hầu hết máy bay không người lái được quân đội Ukraine sử dụng đều được sản xuất tại các địa điểm sản xuất nhỏ do chính các nhà phát triển máy bay không người lái thiết lập. Ông Khô Văn Trúc nói, chúng tôi sản xuất rất ít vũ khí ở Ukraine. Chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc sản xuất thêm nhiều loại máy bay không người lái tấn công khác nhau. Máy bay không người lái có thể hỗ trợ pháo binh của chúng tôi trong trường hợp không có đạn pháo. Ukraine đang thiếu đạn trầm trọng, trong khi EU và NATO đang vật lộn để cung cấp đủ số lượng đã hứa, còn Ukraine thì lại không thể sản xuất đủ trong nước. Ông Trúc nói thêm, năm tới 2024 chúng ta sẽ thấy máy bay không người lái sẽ là một sự thay thế bởi vì ngày càng có ít đạn pháo hơn. Tác giả Underscore có nhiều tác phẩm về quân sự, chính trị, mới đây đã có bài xã luận bàn về cái gọi là trục ma quỷ mới của thế giới, được tạo nên bởi các nước Trung Quốc, Nga, Iran và những thùng thuốc súng do ba chế độ này gây ra trên thế giới là có liên quan tới Hoa Kỳ. Sau đây là một số nội dung chính trong bài viết của ông Core. Theo lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, Đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky cho hay, trục ma quỷ mới của thế giới bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 22 tháng 10, ông nói rằng các hành động gây hấn của ba chế độ độc tài gây ra cho Ukraine, Israel và Biển Đông có liên quan và tạo ra mối đe dọa tức thì cho Hoa Kỳ. Cuộc tấn công gần đây nhất của Hamas, một lực lượng ủy nhiệm của Iran đã giết chết hơn 1.400 người, chủ yếu là dân thường tại Israel. Theo Bộ Y tế Palestine hôm 24 tháng 10, điều đó gây ra những hậu quả có thể đoán trước được đối với dân thường ở giải Gaza, gần 5.800 người trong số họ đã bị thiệt mạng. Thay vì gây áp lực buộc Iran phải giải thoát con tin và từ đó giúp chấm dứt chiến tranh, các nhà độc tài nguy hiểm nhất thế giới ở Nga và Trung Quốc đang lợi dụng cuộc xung đột này để đánh bóng uy tín của họ với các quốc gia có đa số người Hồi giáo trên thế giới, những quốc gia có xu hướng ủng hộ người Palestine hơn là người Israel. Trong khi Hoa Kỳ đang cố gắng giúp đỡ tất cả các đối tác đang bị đe dọa nhất, trong đó bao gồm Israel, Ukraine và Đài Loan, thì ngân sách của Hoa Kỳ đang rơi vào tình trạng căng thẳng. Khi công khai nói về trục ma quỷ, ông McConnell rõ ràng đang cố gắng giành lấy sự ủng hộ của công chúng đối với khoản chi tiêu mới sẽ tài trợ cho việc phòng thủ của cả Israel và Ukraine cùng một lúc. Ông né tránh các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn về việc phân chia phiếu bầu cho Israel và Ukraine để các thành viên quốc hội có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với quỹ tiền của người đóng thuế đang được dồn về đâu. Một số thành viên đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như một nhóm tại Hạ viện liên kết với cựu Tổng thống Donald Trump, muốn ủng hộ Israel và không bỏ phiếu cho việc chi thêm tiền để hỗ trợ cho Ukraine. Họ lập luận rằng, trong hơn một năm rưỡi chi phí gia tăng ở Ukraine, Mỹ không có những lợi ích lãnh thổ ấn tượng và khoản nợ liên bang của Mỹ ngày càng tăng lên tới 33.000 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh thâm hụt hàng năm là gần 1,7 tỷ đô la, những lựa chọn khó khăn sẽ là cần thiết. Một số người sẽ lập luận rằng, việc cắt nguồn viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ buộc châu Âu phải tăng ngân sách quốc phòng vốn vẫn thấp kỷ lục của họ và tài trợ cho nhu cầu vũ khí của Ukraine. Điều đó sẽ cho phép Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang châu Á và Trung Đông, những khu vực cũng cần có sự ổn định. Theo tác giả Cor, không phải ngẫu nhiên mà nguồn lực của Mỹ cạn kiệt vào thời điểm trục ma quỷ hợp tác mạnh mẽ hơn. Vào ngày 18 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh để thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ của nước này. Bắc Kinh cũng thúc đẩy cách tiếp cận mới đối với quản trị toàn cầu theo ba sáng kiến toàn cầu. Sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu và sáng kiến văn minh toàn cầu, cùng với một sáng kiến mới về trí tuệ nhân tạo. Vào ngày 24 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Iran để gặp Tổng thống Iran, điều mà chính phủ nội các Nga miêu tả là bầu không khí tin cậy truyền thống. Quân đội Nga phụ thuộc vào việc Iran xuất khẩu máy bay không người lái gây chết người, bao gồm cả việc sử dụng chúng để chống lại các mục tiêu dân sự trên khắp Ukraine. Ông Lavrov tới thăm Iran ngay sau chuyến thăm Trung Quốc và Triều Tiên. Theo ông Robert Clark, người từng phục vụ trong quân đội Anh và hiện là Giám đốc Quốc phòng và An ninh tại Viện Civitas, các lực lượng ủy nhiệm của Iran không chỉ ở giải Gaza mà còn ở Iraq, Syria, Yemen và Libya. Họ đều đang tấn công lực lượng Mỹ và Israel và có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Ông viết trên tờ The Telegraph vào ngày 23 tháng 10 rằng, hậu quả của cuộc tấn công khủng bố từ Hamas nhằm vào Israel giờ đây có thể khiến Trung Đông bùng cháy. Tình hình nóng bỏng ở Trung Đông đã khiến người Mỹ bị phân tán lực lượng khỏi cuộc chiến tranh Ukraine hay chuẩn bị cho mối đe dọa xâm lược Đài Loan. Theo ông Clark, Trung Quốc có thể lợi dụng sự leo thang ở Trung Đông làm cơ hội tấn công Đài Loan, lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến và đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Tờ Washington Post vào ngày 23 tháng 10 đã đưa tin rằng Mỹ đang lên kế hoạch cho một kịch bản xấu nhất ở Trung Đông và yêu cầu sơ tán 600.000 công dân Mỹ khỏi Israel và Liban. Theo báo cáo, chính quyền ông Biden hết sức cảnh giác trước viễn cảnh leo thang và trong những ngày gần đây họ đã chuyển sự chú ý một phần sang công tác hậu cần phức tạp khi phải đột ngột di rời một số lượng lớn người dân. Trong khi Mỹ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột ở Ukraine và Israel, thì dường như Bắc Kinh đang đẩy các đồng minh của mình là Nga và Iran vào cuộc chiến để Trung Quốc đứng ngoài xung đột. Nhưng Bắc Kinh ít nhất dường như đang thực hiện phần việc của mình, giống với các đối tác trong trục ma quỷ bằng cách gia tăng áp lực lên Philippines ở Biển Đông thông qua hàng rào nổi tại bãi cạn Scarborough vào tháng 9. Vào ngày 23 tháng 10, Trung Quốc lại tiếp tục các hành động đe dọa đối với tàu tiếp tế của Philippines cho các tiền đồn quân sự trên các hòn đảo. Theo tác giả Cor, tình trạng bất ổn toàn cầu sẽ gia tăng, khiến cho nguồn lực của Mỹ ngày càng trở nên quá tải. Nhưng việc đánh bại trục ma quỷ cũng rất quan trọng và Mỹ phải tìm ra nguồn thu mới nhằm duy trì sức mạnh của tất cả các đối tác dân chủ, bao gồm Israel, Ukraine và Đài Loan. Như ông McConnell đã chỉ ra một cách đúng đắn, Trung Quốc và Iran đang theo dõi quyết tâm của thế giới. Nếu các nước bộc lộ sự yếu kém ở bất cứ chỗ nào, ví dụ như việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2020, thì điều đó chỉ khuyến khích trục ma quỷ tiến hành các cuộc tấn công mà cuối cùng sẽ chạm tới bờ biển nước Mỹ. Thưa quý vị, bản tin quân sự của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.